Dạ cô chú anh chị ơi, bữa nay tiếp tục lấy máy giao cho khách nha cô chú anh chị. Con này là Isuzu 4 cát 1. Máy còn khá đẹp ha. Turbo IHI. Con này lòng 95 ly 4 nha. Dòng này dưới 5 căn khách xài nhiều lắm nghe cô chú anh chị. Máy thì về có vệ sinh chùi rửa sương sương, chữa sạch không. Sạc, trộn quạt rồi còn đầy đủ nha.